đường ăn nói từ xưa đến giờ mình cũng không phải là người giỏi về đường ăn nói, cho nên mọi khi là phải đá sang cô bên cạnh, nhưng hôm nay là mình là nhân vật chính, mình bắt buộc mình phải nói cho nên là rồi bây giờ đẩy sang bên cạnh như này. Dạ nói chung là ông xã em không nói hai tiếng ngữ. Ai cười vậy? Cười đúng rồi, cứ việc cười đi mà nó không vô vấn đề gì hết đó. Nói chung là nói là anh hôm nay anh phải nói sao nha, để mọi người hiểu về là hôm nay mình là bắt một cái live show sau khi lần đầu tiên mấy chục năm anh từ xa xứ nay trở về, thì anh Phương tổ chức thì vừa tổ chức thì bùng dịch, cho nên là tất cả anh em gì cũng đã tập tành nữa trơn rồi, hai ban nhạc cũng làm hết trơn rồi, và mình phải làm show thôi. Thì thế là cái show đó nổ ra vào tháng 12 năm vừa rồi. Và diễn ra chứ không nổ ra. Dạ. Diễn ra là anh thôi, đúng không? Là anh Phương thôi, còn qua tới miệng Việt Phương là nổ ra. Cho nó rần rộ. Thì Việt Phương về còn phải làm hậu kỳ. Và cái quan trọng nhất vẫn là cảm ơn khán giả đã yêu thương và đón nhận việc anh Hoài Phương tại Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn các em. Tại vì các nhà tài trợ, nhưng mà thật ra là em mình không à. Xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ. Ủa, rồi anh có tặng quà cho bé Vi chưa? Dạ, yeah. Và chắc là anh... cảm nhận khi mà mình có trong tay mình một ca sĩ, rồi em sản xuất, và thời gian em đồng hành với lại anh Phương, đúng không? Thì đêm khuya 3-4 giờ sáng em đã làm gì? Em đã đứng giữa sân khấu, em dãy làm sao? Em kể cho anh em trong đây nghe đi. Tại vì hôm nay Hương nghĩ nha, là mình coi nhau như nhà thôi. Mình tới, mình ăn, mình chơi, mình nói chuyện vui thôi nha. Rồi nói đi Cưng, nói cho hay nào, có chứng đây. Trời giờ, cái này là em cũng biết em nói sao. Thật ra là cái này em cũng không chưa bao giờ em chia sẻ với anh Phương với chị Hương cả, là khi mà em làm việc với anh Phương với chị Hương á, từ trước đầu tiên là chị Hương với anh Phương, thì là không bao giờ em gọi là em làm gọi là quản lý với nghệ sĩ cả, thì em coi anh chị như là người trong gia đình ấy. Thậm chí mà chị Hương chỉ hỏi em, hỏi cái này nó hơi tế nhị thôi, chị Hương hỏi ủa em Phong, em làm có lấy lương không Phong? Em có chịu trả lương không? Em nói không chị ơi, không phải không, mà là em chỉ có nha cả nhà, đúng không? Thì thôi chứ có ngày mai người ta đăng báo nói tao có trả tiền cho quản lý không, nha. Không em chưa nói xong. Không, em có đánh chánh này nè, bây giờ đánh chánh nè, công ty em mà người nào làm trên 5 năm thì lấy vợ lấy chồng em sẽ đại đám cưới phi, có nghĩa là bạn muốn mời 1.000 người, 2.000 người gì thì cô đẩy hết. Nhưng mà công ty các em được cái ăn ở từ đó tới giờ nay cũng 7-8 năm chưa thấy đứa nào lấy vợ lấy chồng. Tự nhiên Lâm Phong quay qua nói trời ơi cái điện thoại nó đẹp mà nó mắc như quý vậy. Xong cái anh Phương mới nói là anh Phương mới qua một ngày sau, 2 ngày sau anh Phương nó muốn tặng gì cho Phong quá. Mà bữa Phong nói vậy mà không biết Phong nó có biết xài Samsung không? Tại mấy người nào mà xài iPhone rồi là không xài được Samsung. Trong cái anh Phương nói thôi để đi mua cái gì đó tặng, là anh Phương đi mua tặng cho em đó. Trời ơi, thích dữ dội. Mà chị nào ngồi kế bên lỗ tai là chị nói hoài mà không bao giờ thấy tặng. Nói chung là giờ là em cũng biết nói gì hơn nữa, thiệt tình luôn là em vô là đúng nghĩa là gì sẽ keo luôn. Em chỉ ok thì anh nghĩ là cái này, cái món quà này rất là xứng đáng với em, tại vì em đã bỏ rất là nhiều mồ hôi và nước mắt ở trong cái trò để cho anh thực hiện được xong. Nước miếng nữa thì mà cái nói đến mòn cái điện thoại luôn, mà thực ra không chỉ là cho cái show này đâu. Thực ra là trong mùa dịch ấy, thì tất cả mọi sự liên lạc với cả những cái người mà người nghèo người ta liên lạc vào để Việt Hương với cả Hoài Phương nhận đơn của mọi người là đều qua Phong. Mà cái điện thoại của Phong là gần như là 20 tiếng, chắc là 20 tiếng một ngày ấy. 20 tiếng là nóng máy, Phong phải dùng thêm một cái điện thoại nữa tại vì trả lời không hết. Người ta gọi vào, người ta xin đồ. Cho nên là bây giờ thôi, anh hy vọng là cái điện thoại này nó sẽ làm nguội bớt đi đối với em, để trong công việc em cũng hỗ trợ thêm nhiều nữa. Nhưng mà rồi còn Việt Hương nữa, tại vì Việt Hương dùng cái điện thoại là Z Fold 3, nhưng mà giờ ra Z Fold 4 mà tặng cho Phong mà không tặng cho Việt Hương thì cũng không có được. Cho nên là ok, rồi tặng quà mới. Đối với Hương, Hương nghĩ
nghĩ cái này chắc mình mua rất là dễ thôi, riêng hơn á. Nhưng mà Hương nghĩ cái gì mà ai cho ai tặng thì mình vui, mà đặc biệt là họ phải hiểu là mình thích cái gì. Thì vô tình đó tự nhiên thấy Lâm Phong ngồi, Lâm Phong nói về cái điện thoại này thì anh Hương ảnh mới đi mua cho Phong, mà cũng không biết là mua cho Hương luôn nữa. Cảm ơn anh. Thực ra những cái này á nó đối với lại hai vợ chồng Hương á thì nó là tình cảm là nhiều hơn. Tại vì Phong cứ rù rì mà khi mà bỏ ảnh ra hiện trường ảnh giữ vô lắp ảnh như gà đá vậy. Nói chung là khi mà làm gì á thì rù rì nói Phong em phải giải quyết cái này cho chị, giải quyết kia đi, xong rồi mình đi. Thì bao nhiêu chương trình, bao nhiêu show, bao nhiêu cái event thì Phong vẫn là cái người giữ nhất cho mọi người, rất là khó chịu. Phong không lá mà ra một sản phẩm rất là hoàn chỉnh về tất cả các event luôn. Sắp sửa áp lực Phong một cái event nữa, cho nên là cái người mà gần với mình nhất mà mình không nhớ là không được. Đúng mà ai Hương cũng nhớ, mà cái người gần nhà mình nhất không nhớ là không được. Có trả lời một số các bạn phóng viên. Phương và Hoài Phương đã nói chuyện với nhau về làm cái live show cho Phương từ rất lâu rồi. Từ đầu là Phương đã định làm bên kia. Thực ra bên kia Phương đã từng làm cái live show mini nhỏ một số lần. Nhưng mà để làm với cái quy mô như thế này ấy, thì đã dự tính bên kia, bên Mỹ nhiều lần rồi nhưng mà cũng chưa thực hiện được. Và cho đến khi về Việt Nam ở đây thì bởi vì Việt Hương là có cái công ty PVH Star, là PVH Star đấy, là công ty về tổ chức sự kiện, đặc biệt là về tổ chức âm nhạc, giải trí, cho nên là đây là một cái sự thuận lợi rất là nhiều cho Phương có thể thực hiện được cái ý tưởng và cái mong muốn của mình đã ấp ủ rất là nhiều năm. Thì bởi vì cái tầm cỡ của cái show này mình phải nói là nó không phải là chỉ một cái show nhỏ ca nhạc ở phòng trà xong rồi mình quay hình up tạm lên cho vui trên Facebook hay gì kia, nhưng mà đây là một cái chương trình mà hoàn toàn đầu tư về âm thanh, về sân khấu, về ánh sáng, màn hình LED, rồi là hoàn toàn là một cái sân khấu mà rất là chuyên nghiệp. Mà bạn có thể thấy ở trong tất cả mọi những cái chương trình ca nhạc lớn từ trước tới giờ. Cái phần rất là quan trọng và phần trung tâm trọng tâm chính của Hải Phương đó là phần về âm nhạc. Phần âm nhạc là cái phần mà Phương nghĩ rằng là Phương muốn làm sao cái nhạc nó phải thật là hoàn hảo, thật là hoàn chỉnh. Phương đã có một cái dàn nhạc mà có lẽ là không có bình thường, mà như chúng ta thấy bình thường những cái chương trình chúng ta thấy có một ban nhạc khoảng độ 5 người, một cây trống, hai cây guitar, một cây bass, một cây piano, hai một cây keyboard hay là gì đó, thì khoảng độ 5-6 người đến 7 người là nhiều rồi. Nhưng mà cái chương trình này thì Hoài Phương có tới 17 nhạc công ở trên sân khấu cùng với Hoài Phương, thì đây là một cái chương trình có thể là thấy là nó cũng với quy mô cũng khá lớn. Tại sao Phương lại có nhiều cái nhạc công như thế trên sân khấu là bởi vì thế này. Phương thích có một cái dàn kèn và một cái dàn dây thật bình thường. Mọi cái nhạc cụ đó thì thường chúng ta có thể thấy là nhiều khi người ta chơi tạm bằng đàn keyboard, thế nhưng mà cái hiệu quả về âm thanh, về sân khấu của cái đó thì nó sẽ không thể nào mà so sánh được với cái dàn dây và dàn kèn thật trên sân khấu. Cho nên là Phương có 4 cây kèn ở trên sân khấu cùng với 4 nhạc công dàn dây. Và ngoài ra bên cạnh đó thì còn có thêm cả 2 cô ca sĩ hát bè nữa. Cho nên là cộng với cả ban nhạc, bình thường mình thấy là khoảng độ 6-7 người, thì mình còn cộng thêm cả tức là mình có 2 keyboard, 1 piano, 1 trống, 1 percussion, 1 bass, 1 guitar. Và nãy là nói là 4 kèn và 4 dây. Tổng cộng là tầm 17 người. Thì cái phần làm nhạc như thế thì đòi hỏi là mình cái phần hòa âm, phối khí cũng phải làm sao cho nó thật là chặt chẽ để nó không bị lộn xộn và không có ồn nào. Tại vì nếu như một khi mình có nhiều người, mình có 5 cây mình dễ quản lý, những cái dễ kiểm soát, nhưng mà có đến 17 cây thì lúc đó sẽ, nếu mà mình không làm tốt thì nó sẽ rất là lộn xộn, ồn ào. Cho nên là cái phần phối khí và phần tập dượt là phải rất là đòi hỏi cái nhiều cái công phu.
cái dòng nhạc của Phương. Phương hát từ xưa giờ thì Phương cũng hát những cái dòng nhạc trước tiên là dòng nhạc trẻ, trẻ vừa phải, tức là không, không phải là quá trẻ, nhưng mà trẻ, những dòng nhạc tình, dòng nhạc trẻ và những cái ca khúc mà được khán giả đã từng yêu thích. Chẳng hạn như là những cái ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn, của Trần Trịnh, của Nguyễn Anh Chín, của Diệu Hương. Đó là những cái ca khúc mà Phương đã lựa chọn cho trong chương trình của mình. Ngoài ra, Phương còn có cái dòng nhạc mà Phương cũng thường được khán giả rất là yêu thích. Đó là những cái ca khúc bằng tiếng Anh, ca khúc ngoại quốc hát bằng tiếng Anh. Thì cái này nó làm cái lợi thế của Phương, tại vì Phương còn sống ở bên Mỹ cũng khá lâu. Và cái phần hát của Phương thì được rất là nhiều người đã nghe và đã yêu quý. Cho nên là trong chương trình Phương cũng có thêm một vài bài tiếng Anh, một số những cái ca khúc mà có lẽ cũng thuộc gọi là bất hủ. Ví dụ như chẳng hạn như là ca khúc Everything I Do mà chúng ta đã nghe Brian Adams từng trình bày, hay là ca khúc The Best của Tina Turner mà Phương đã trình diễn cùng với cả một ca sĩ khách mời duy nhất của chương trình, đó là ca sĩ Phương Vi. Thì đó là một cái, một trong những cái ca khúc mà Phương đã trình bày trong chương trình, ca khúc nước ngoài. Chương trình này có lẽ là Phương cũng có khoảng 4 bài thì phải, nếu Phương nhớ không nhầm là có 4 bài của Phương sáng tác. Thì những ca khúc này thì có những ca khúc mà Phương đã viết từ rất lâu rồi mà đây là lần đầu tiên Phương trình làng. Thì chắc nữa chắc đây các bạn sẽ nghe xem trong chương trình, đây Phương sẽ nói trong chương trình. Rồi là có những cái ca khúc mà Phương mới viết gần đây. Thì ca khúc có thể là vừa có cái nhịp điệu nhanh hoặc là cũng có ca khúc trầm buồn. Thì Phương muốn là giới thiệu về những cái ca khúc này một cách rộng rãi để mà